Đà Lạt ra soát các nhà trọ tìm danh tính nạn nhân vụ chân bị tách rời. Thêm hai người bị sốc nhiệt khi đi theo ông Thích Minh Tuệ. Các vợ chồng xây trang trại ở Bắc Ninh dùng flycam để buôn bán ma túy. Bắt nghi phạm người Hàn Quốc sát hại bạn gái đồng hương tại khách sạn Lotte Hà Nội cuộc đào tẩu ra nước ngoài bất thành của kẻ cướp ngân hàng 3,8 tỷ đồng ở thành phố Hồ Chí Minh. Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi kênh YouTube và Giao thông. Hãy cùng chúng tôi cập nhật những tin tức trong nước và quốc tế mới nhất, nóng nhất trong vòng 24 giờ qua và ngay sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 2 tháng 6, công an một số phường xã ở thành phố Đà Lạt Lâm Đồng đã ra soát các nhà nghỉ nhà trọ để xác định tung tích một phụ nữ tử vong ở khu vực du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm. Một phần của người này bị tách rời, được phát hiện trên đường Hoa Hồng, phường 4, thành phố Đà Lạt. Một cán bộ công an cho biết, nạn nhân ở khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm, có giới tính nữ, đã tử vong cách đây nhiều ngày. Nạn nhân được tìm thấy trong tình trạng đã phân hủy nặng, bốc mùi hôi thối. Lực lượng chức năng đã tìm kiếm tại địa điểm này và khu vực xung quanh nhưng không phát hiện giấy tờ tùy thân của nạn nhân. Trước đó khoảng 6 giờ ngày 1 tháng 6, người dân địa phương phát hiện một vật giống xương chân người trên đường Hoa Hồng, thuộc khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm. Nhận được tin báo, các cơ quan chức năng của thành phố Đà Lạt đã bảo vệ hiện trường, điều tra vụ việc. Bước đầu xác định bộ xương trên gồm xương đùi và xương ống cùng bàn chân người đang trong quá trình phân hủy. Các phòng nghiệp vụ công an tỉnh Lâm Đồng và công an thành phố Đà Lạt đã triển khai lực lượng đến hồ Tuyền Lâm, phối hợp với đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường và tỏa ra các khu vực lân cận để tìm kiếm phần còn lại. Hai chú chó nghiệp vụ cũng được đưa đến hiện trường để hỗ trợ công tác tìm kiếm của lực lượng công an. Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy một phụ nữ trong lùm cây cách đường Hoa Hồng 10m, cách vị trí phát hiện phần chân 400m. Vì thời gian gần đây không có ai trình báo về việc người nhà bị mất tích, nên nhiều khả năng nạn nhân từ nơi khác đến thành phố Đà Lạt. Cơ quan chức năng đang giả soát các nhà nghỉ, nhà trọ để xác định danh tính nạn nhân, điều tra nguyên nhân vụ việc. Sáng ngày 2 tháng 6, đại diện chính quyền huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế xác nhận, hai người phụ nữ ở địa phương này bị sốc nhiệt khi cùng đoàn người đi bộ để bám theo ông Thích Minh Tuệ. Nguyên nhân là do thời điểm đó trời đang nắng gắt, bất ngờ chuyển sang mưa rông, dẫn đến hai phụ nữ này đuối sức, mệt và nằm xuống mặt đường. Rất may hai người được lực lượng công an kịp đưa đến bệnh viện và hiện sức khỏe đã hồi phục. Trước đó, tối 30 tháng 5, lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế cho biết đơn vị tiếp nhận một bệnh nhân tên Lương Thanh S, 47 tuổi, chú thành phố Hồ Chí Minh, nhưng đã không qua khỏi. Hiện thi thể được lưu tại nhà xác bệnh viện để làm thủ tục bàn giao cho gia đình ông Lương Thanh S được chuyển từ bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị đến bệnh viện Trung ương Huế chiều 30 tháng 5 trong trạng thái hôn mê sâu do sốc nhiệt và tai biến mạch máu não. Trước đó, ông S tham gia đoàn đi theo ông Thích Minh Tuệ. Khi đoàn di chuyển qua địa bàn thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị thì ông ngất xỉu và được chuyển đến bệnh viện đa khoa huyện Triệu Phong lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày. Ông S nhập viện trong tình trạng cơ thể tím tái, hôn mê sâu, ngừng tuần hoàn hô hấp. Bệnh nhân được nhập viện tại bộ phận cấp cứu hồi sức tích cực trước khi được chuyển lên điều trị tại khoa hồi sức tích cực và chống độc. Với triệu chứng này, ông S tiếp tục được chuyển lên bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị để điều trị trước khi được chuyển đến bệnh viện Trung ương Huế nhưng đã không qua khỏi. Trong thời gian qua, hình ảnh ông Thích Minh Tuệ, tên thật là Lê Anh Tú, quê huyện Kỳ Anh tỉnh Hà Tĩnh, đi khất thực qua nhiều tỉnh thành, nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận. Những ngày đầu tháng 5 năm 2024, khi ông đi qua một số tỉnh miền Trung, bắt đầu xuất hiện nhiều người được cho là tu sĩ tự nguyện đi cùng với ông. Hiện ông Thích Minh Tuệ cùng đoàn người đang bộ hành vào các tỉnh phía Nam và đang đến địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế. Đoàn người đi đến đâu gây sự hiếu kỳ và tập trung đông người khiến giao thông ách tắc. Ngày 2 tháng 6, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết vừa triệt phá đường dây buôn bán ma túy hoạt động tinh vi. Theo đó, 23 giờ 30 phút ngày 30 tháng 5, tại cánh đồng khu phố Trung Hòa, phường Đình Bảng, Công an thành phố Từ Sơn đã phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh bắt quả tang Đỗ Tá Vinh, 43 tuổi, trú tại khu phố Chùa Dận, phường Đình Bảng, thành phố Từ Sơn về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Đối tượng Vinh đã sử dụng thiết bị flycam để giao ma túy cho các đối tượng Nguyễn Bá Hùng, 33 tuổi, ở thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh và Nguyễn Lương Bằng, 24 tuổi, ở huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ hơn 1,6 gram heroin. Để đối phó với lực lượng chức năng, Đỗ Tá Vinh cùng với vợ là Nguyễn Thị Hằng đã xây dựng một khu trang trại rộng 700 m 2 bên cạnh có mương nước rộng khoảng 5 m thuộc khu phố Trung Hòa, phường Đình Bảng. Xung quanh rào lưới sắt B40, bên trong nuôi nhiều chó trông giữ. Khoảng 22 giờ hàng ngày, Vinh lái ô tô từ nhà vào khu trang trại để bán ma túy cho các đối tượng nghiện từ 23 giờ đến 4 giờ sáng ngày hôm sau. Khi các con nghiện gọi điện hỏi mua, Vinh thống nhất địa điểm nhận tiền và sau hàng cấm, cách khu vực trang trại khoảng 400-500m. Phương thức của Vinh là điều khiển flycam buộc dây dài khoảng 15m vào một chai nhựa xa địa điểm đã hẹn. Các con nghiện đặt tiền vào chai nhựa, Vinh lái flycam bay về nhận tiền, chia ma túy tương ứng với số tiền rồi đặt ma túy vào chai và bay ra sau hàng. Khám xét tại khu vực trang trại và nhà ô của Vinh, lực lượng chức năng thu giữ gần 190g heroin và ma túy tổng hợp hai bộ flycam, một ô tô Kia Morning, một khẩu súng khí nén bắn đạn trì, một dùi cui cùng nhiều tăng vật liên quan. Tại nơi ở của Đỗ Tá Vinh thuộc khu phố Chùa Dận, công an thu giữ một bộ flycam, hơn 100 triệu đồng tiền mặt, một kết sắt chưa mở và nhiều vật chứng khác liên quan. Theo cơ quan công an, các đối tượng sử dụng flycam vào buôn bán ma túy là thủ đoạn hoạt động mới rất tinh vi, gây khó khăn trong quá trình điều tra, phát hiện, bắt giữ. Tuy nhiên, với tinh thần kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm, Công an Bắc Ninh đã phá thành công chuyên án, bắt giữ đối tượng, thu đầy đủ tăng vật. Ngày 1 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội đang tạm giữ Ly Xê, sinh năm 2000, quốc tịch Hàn Quốc, để điều tra làm rõ cái chết của một phụ nữ người Hàn Quốc tại quận Ba Đình. Theo cơ quan chức năng, trưa ngày 30 tháng 5, chị Bắc Hát, sinh năm 1991, đi cùng Ly Xê đến thuê phòng tại khách sạn Lotte trên đường Liệu Giai, phường Cống Vị, quận Ba Đình. Sau khi nhận phòng, Lee Se được cho là đòi bạn gái cho quan hệ, song chị Park không đồng ý. Do đó, họ xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã. Cáo buộc nêu, trong lúc giằng co, Lee Se bóp cổ và dùng gối đè lên mặt khiến nạn nhân bất tỉnh. Thấy cô gái không cử động, Lee bỏ chạy ra khỏi phòng, đi thang máy để lên tầng 65 của tòa nhà. Tuy nhiên, hành vi của Lee Se bị lực lượng bảo vệ của khách sạn phát hiện nên giữ anh ta lại và trình báo công an phường công vị. Khi công an có mặt, chị Park Hát đã không qua khỏi hiện cơ quan điều tra đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ vụ án theo quy định của pháp luật. Ngày 1 tháng 6, cơ quan cảnh sát điều tra PC02, công an thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ đến Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề nghị truy tố các bị can Nguyễn Ngọc Mỹ, 31 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương, tội cướp tài sản, Nguyễn Thị Bích Tuyền, 23 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre và Lâm Phúc Lợi, 24 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long, tội cướp tài sản và lưu hành tiền giả. Đặng Hoàng Văn, 27 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre, tội lưu hành tiền giả. Là một trong ba thành viên của băng cướp trên nhánh Sacombank ở thành phố Hồ Chí Minh, bị can Nguyễn Ngọc Mỹ, sinh năm 1993, quê Nghệ An, có những kế hoạch đánh lạc hướng cơ quan điều tra, cũng như có ý định xuất ngoại để lần trốn sự truy bắt của cảnh sát. Cơ quan điều tra cáo buộc Mỹ với vai trò cầm đầu, bàn bạc với Lâm Phúc Lợi, sinh năm 2000, quê Vĩnh Long, Nguyễn Thị Bích Tuyền, sinh năm 2001, quê Bến Tre, thực hiện vụ cướp chi nhánh Sacombank ở huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 24 tháng 10 năm 2023, Mỹ và Lợi nổ súng, uy hiếp nhân viên ngân hàng trên, cướp 3,8 tỷ đồng, rồi tẩu thoát bằng xe máy. Sau khi tụ họp với Tuyền tại bờ kênh gần trại cai nghiện Nhị Xuân, huyện Hóc Môn, cả nhóm lấy tiền đã cướp được bỏ vào vali của Tuyền để trên ô tô. Nhóm này sau đó phá hủy xe máy, di chuyển bằng ô tô chạy về hướng quận 12. Trên đường đi, Lợi đề nghị chia tiền trên xe, nhưng Mỹ không đồng ý. Cả nhóm lấy trước 43 triệu đồng trong vali chia nhau để đổ xăng và lệ phí đi đường. Thống nhất chạy qua Vũng Tàu sẽ chia số tiền còn lại. Chạy được một đoạn, nhóm này để Lợi xuống xe nhằm đánh lạc hướng công an. Khi xe chạy đến đường Hà Huy Giáp, quận 12, Mỹ nói Tuyền dừng xe để anh ta mang vali chơi tiền xuống đi bộ và dặn Tuyền chạy về tỉnh Bình Dương trả ô tô đã thuê. Riêng Mỹ đi taxi về hướng sân bay Tân Sơn Nhất, sau đó đổi ô tô khác trở về thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Bị can tiếp tục đón ô tô đến thuê phòng nghỉ tại khách sạn ở bãi sau thành phố Vũng Tàu. Tại đây, Mỹ thông báo cho đồng bọn vị trí. Sau khi cả nhóm tụ họp, họ đếm số tiền cấp được là 3,8 tỷ đồng. Ba bị can thống nhất chia Mỹ 1,5 tỷ đồng, lợi 1,3 tỷ đồng và tuyển được 1 tỷ đồng. Sau khi được chia số tiền lớn, Mỹ cất giấu vào chiếc ba lô màu đen, còn khẩu súng thì anh ta cất vào túi vải nhỏ bị can trả phòng khách sạn rồi đi tìm người bạn tên Duy mượn ô tô. Trên đường chạy về thành phố Hồ Chí Minh, anh ta dừng xe giữa cầu Đồng Nai, ném túi vải chứa khẩu súng xuống sông. Sau đó, Mỹ lái xe đến tiệm cầm đồ ở phường Hòa Thành, thủ dầu một tỉnh Bình Dương. Mỹ lấy 100 triệu đồng để chuộc chiếc ô tô mà anh ta đã cầm cố trước đó. Còn chiếc xe của Duy được Mỹ gửi ở tiệm rửa xe. Tiếp đến, Mỹ lái ô tô đến quận Bình Thạnh, nhờ một người quen đổi giúp anh ta 100 triệu đồng sang đô la Singapore bị can sau đó lái ô tô đến sân bay Tân Sơn Nhất, gửi ở bãi đậu xe và đặt vé máy bay để trốn sang Singapore. Do lịch bay vào lúc 9 giờ 30 phút sáng hôm sau, Mỹ nằm trong xe ngủ qua đêm. Lo sợ cảnh sát sẽ truy bắt, bị can xóa hết các dữ liệu liên quan đến hành vi cấp ngân hàng. Sáng ngày 25 tháng 10 năm 2013, Mỹ đứng xếp hàng ở sân bay thì bị tổ công tác thuộc phòng cảnh sát hình sự, công an thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ. Đồng phạm của anh ta là Lợi và Tuyền lần lượt xa lưới. Điều tra mở rộng vụ án, trước khi thực hiện hành vi phạm tội cướp tài sản, các bị can Tuyền, Văn và Lợi còn có động cơ trục lợi tài sản của nhiều người lao động bằng hình thức mua tiền giả rồi mang đi lưu hành kiếm lời. Chiều ngày 1 tháng 6, trả lời báo chí tại họp báo chính phủ thường kỳ, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó tránh văn phòng Bộ Công an cho biết do yêu cầu nhiệm vụ mới trước mắt, Trung tướng Tô Ân Sô sẽ tạm dừng nhiệm vụ là người phát ngôn Bộ Công an. Trước đó hồi tháng 2 năm 2023, Trung tướng Tô Ân Sô đã thôi giữ chức tránh văn phòng Bộ Công an sau hơn 3 năm giữ chức vụ này. Sau khi thôi giữ chức tránh văn phòng Bộ Công an, ông Sô tiếp tục đảm nhiệm chức danh trợ lý ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và đảm nhiệm nhiệm vụ người phát ngôn Bộ Công an cho đến nay. Trung tướng Tô Ân Sô quê ở tỉnh Bắc Ninh. Đầu tháng 9 năm 2019, Trung tướng Tô Ân Sô khi đó là Thiếu tướng, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang đã được Bộ Công an điều động, bổ nhiệm, giữ chức tránh văn phòng, đồng thời là người phát ngôn Bộ Công an trước khi làm giám đốc công an tỉnh Bắc Giang, thiếu tướng Tôn Sô từng là cục trưởng thuộc bộ công an. ở góc độ là người phát ngôn bộ công an, thiếu tướng Tôn Sô được báo giới đánh giá là người không e ngại né tránh các vấn đề thông tin báo chí liên quan đến hoạt động của bộ công an. ngoài cung cấp thông tin báo chí theo định kỳ, tại cuộc họp báo của chính phủ, bộ công an, tướng Tôn Sô còn cung cấp thông tin kịp thời về các vụ án, vấn đề được dư luận xã hội quan tâm. ông Sô cũng là người có nhiều đóng góp tích cực. Trong việc xây dựng cải thiện trang thông tin điện tử của Bộ Công an theo hướng tăng cường tương tác giữa lãnh đạo Bộ Công an và các đơn vị nghiệp vụ của Bộ với người dân, ngày 16 tháng 4 năm 2021, ông Tôn Xô được Chủ tịch nước thăng cấp bậc hàm từ thiếu tướng lên trung tướng. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa có nhận định xu thế khí hậu thời hạn tháng 6 năm 2024, theo đó phó trưởng phòng dự báo khí hậu Trần Thị Trúc cho biết, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 0,5 đến 1 độ C riêng khu vực Trung và Nam Trung Bộ có nơi cao trên 1 độ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Đáng lưu ý, trong thời kỳ dự báo, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có nhiều ngày mưa, riêng 10 ngày đầu tháng, khu vực có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to diện rộng. Tại các khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, gió mùa Tây Nam có xu hướng hoạt động mạnh dần nên mưa có khả năng gia tăng hơn cả về diện và lượng. Do đó, tổng lượng mưa tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ thời kỳ này cao hơn từ 10 đến 30% so với trung bình nhiều năm, các khu vực khác ở mức sấp xỉ. Đồng thời bà Trần Thị Trúc lưu ý, trong tháng 6 này, trên biển Đông có khả năng xuất hiện một đến hai cơn bão áp thấp nhiệt đới, bao gồm cả cơn bão số 1 Maliski. Về diễn biến nắng nóng, theo bà Trúc, trong 10 ngày đầu của thời kỳ dự báo, ít có khả năng xuất hiện nắng nóng diện rộng, sau đó nắng nóng có khả năng gia tăng hơn tại các tỉnh Bắc và Trung Bộ. Trước mắt, cơ quan khí tượng dự báo ngắn hạn thời tiết các khu vực trên cả nước từ mùng 1 đến mùng 7 tháng 6. Cụ thể ở khu vực Bắc Bộ từ ngày mùng 1 đến mùng 2 tháng 6, có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng gián đoạn, từ chiều tối ngày mùng 2 đến ngày mùng 3, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Đáng lưu ý từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 7 tháng 6 có mưa to, mưa vừa và rông, cục bộ có mưa to đến rất to. Ngoài ra từ ngày mùng 4 tháng 6 đến ngày mùng 6 tháng 6, trên các sông suối khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên phổ biến từ 1 đến 3 m. Khu vực Trung Bộ từ ngày mùng 1 tháng 6 đến ngày mùng 4 tháng 6, ngày nắng, Riêng từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 4, có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rông cục bộ. Từ đêm ngày mùng 4 đến ngày mùng 7 tháng 6, khu vực Bắc Trung Bộ có mưa rông rải rác, cục bộ có mưa to, khu vực Trung và Nam Trung Bộ ngày nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rông cục bộ. Tây Nguyên và Nam Bộ, trong một tuần này duy trì hình thái ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rông rải rác, cục bộ có mưa to. Riêng khu vực Hà Nội, từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 2 tháng 6 có mưa rào và rông vài nơi, ngày trời nắng gián đoạn, từ chiều tối ngày mùng 2 đến ngày mùng 3 tháng 6, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rông rải rác. Từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 7 tháng 6 có mưa, mưa vừa và rông, cục bộ có mưa to. Cơ quan khí tượng cảnh báo ở các khu vực trên, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.